phía các cầu thủ khách. Người rời sân sẽ là số 19 An Mualat, cầu thủ đã có công trong cả hai bàn thắng của, xin lỗi quý vị và các bạn, trong cả hai tình huống đưa bóng vào lưới của các thủ Ả Rập Xê Út, một pha ghi bàn và một tình huống không công nhận bàn thắng. Với góc máy vừa rồi thì chúng ta có thể thấy ở khoảnh khắc cuối cùng khi Văn Toàn ngã xuống, rõ ràng là không có tác động của cầu thủ đối phương, nhưng trước đó thì cũng đã có va chạm giữa tiền vệ phòng ngự Anmaki